bạn ơi, quá trời nhiều câu hỏi cho bác sĩ Ngọc là em đang có bướu lành, em có cần đi tầm soát định kỳ hay không? Chắc chắn là cần, và bác sĩ Ngọc cũng làm clip nhiều lần trong lúc livestream các bạn hỏi, thì bác sĩ Ngọc cũng đã trả lời nhiều lần là bắt buộc phải làm, vẫn phải kiểm tra định kỳ. Mặc dù mình đã biết mình có u và u đó là u lành ha, 1, 2, 3 cái mà đã biết u lành, thì đây là tình huống để mà minh họa cho các bạn hiểu là lý do vì sao. Thì cô bệnh nhân của tôi sinh năm 78, ngày hôm qua cô khám bác sĩ Ngọc vì một cái u to, nhưng cái đó là u lành, nó to bằng nó có thể nói là bằng cái muối sầu riêng luôn á, nhưng mà nó là bướu lành. Nhưng ngoài cái bướu đó là ngày hôm qua chị có biết thêm nào không? Trước khi bác sĩ Ngọc khám cho chị, ngày hôm qua chị chỉ biết chị có một cái u thôi, đúng không? Hai cái u, ba cái u. Ừ. Dạ. Chị biết ba cái u bao lâu rồi? Cái u lớn thì lâu rồi, cái u nhỏ thì hồi tháng rồi á, siêu âm được có hai cái thôi, nên thêm cái nữa. Ừ. Là bữa nay bác sĩ Ngọc một cái là thành ba cái. À. Dạ. Rồi cái u lớn nhất của chị là tính ra là 55 mm ha. Dạ. Là biết lâu, là biết khi nào? Mới cách đây một tháng. Không, cái bướu to nhất á là cũng mấy năm rồi, cũng 7-8 năm vậy. Mấy năm. Dạ. Rồi cái bướu thứ hai là mình biết là khoảng tháng trước. Bướu thứ hai là năm rồi. Rồi, là biết được năm. Thì ngày hôm qua đến khám với bác sĩ Ngọc là cô biết có hai cái bướu đó, nhưng mà bác sĩ Ngọc khám ra được ba cái bướu luôn. Và cái thứ ba hôm nay là cái ác tính. Chị, bướu của chị là bướu ác tính, cái thứ ba mà hôm nay bác sĩ Ngọc thấy á. Đó, là mới có đó các bạn. Đó là lý do tại sao mà các bạn cứ hỏi hoài và tôi nói vẫn phải đi. Những cái bướu cũ đã biết, đã xét nghiệm lành tính thì nó chỉ có lành tính hoài, nó to ra thôi. Nhưng trong quá trình cuộc sống sau đó thì nó có thêm cái bướu mới hay không, và cái bướu mới đó nó gần hay nó xa cái bướu cũ không, nó nằm bên phải hay nằm bên trái, và bản chất của nó là cái gì, thì những lần tái khám thì mới biết được nha các bạn. Thì bây giờ ngày hôm qua thì chị không có muốn mổ cái bướu lớn, đúng không? Nhưng mà hôm nay vì mình có một cái bướu ung thư là mình phải mổ. Rồi, và cái bướu ung thư của cổ nó là của chị là 15 mm. Nếu mà đánh giá giai đoạn là giai đoạn 1 á, 1A nha. Và cũng có thể nó là giai đoạn 0 nữa. Thì bây giờ sau khi mổ ra đem cục bướu đi thử mới biết. Biết là nếu như mà cái loại bướu của mình mà không có bị xâm lấn với mạch máu á, thì nó là giai đoạn 0 luôn đó. Yeah. Còn nếu mà nó có xâm lấn với mạch máu thì nó là giai đoạn 1A, tức là cực kỳ tốt luôn. Yeah. Thì cực kỳ tốt luôn. Và cái thời gian mà cho cái trường hợp mà giai đoạn 1A mà điều trị xong á, là coi như là an toàn khỏe mạnh là ít nhất là 20 năm á. Chị cứ bình thường, chị đi khám cứ 20 năm đến 25 năm bình thường hoài luôn đó, thì sao cái mốc đó có thể nó tái lại, chị hiểu không? Nó tái lại thì mình lại điều trị tiếp thêm một đợt nữa, thế thôi. À, và chị muốn có thời gian khỏe mạnh dài nhất có thể, thì chỉ có bây giờ mình phải thay đổi chế độ sinh hoạt của mình, ăn uống cũng như là cái thói quen luyện tập. Tại sao nó ra một cái cục ung thư không phải tự nhiên các bạn, nó là kết quả của một quá trình dài mình đã sai trái trong vấn đề đối xử với cơ thể chúng ta. Chúng ta ăn đủ thứ các món chúng ta thích không, món có lợi hay không có lợi thì chúng ta cũng ăn hết. Thành thử ra là vì chúng ta thiếu kiến thức, và thứ hai là chúng ta hoặc là bận rộn quá không, và thông tin không đầy đủ, các bạn đã ăn không đúng và các bạn sinh hoạt không đúng, kiểu như là làm việc mà lại không có sắp xếp nghỉ ngơi, hoặc là thiếu cái chế độ luyện tập, thì cái ung thư nó là hậu quả cả một quá trình đó. Thì bây giờ mình sẽ xử lý cái ung thư, nhưng nếu mà mình muốn an toàn dài hơn nữa và mình ngăn không có những vấn đề khác, là bây giờ mình phải thay đổi để cơ thể mình nó kêu cứu rồi, và ung thư là cái hậu quả cuối cùng rồi. Mình điều trị là bây giờ điều trị bú là ung thư vú là thứ đầu tiên. Tiếp theo mình phải thay đổi tất cả để cho mình an toàn một thời gian dài và bảo vệ mình với những căn bệnh khác. Không có ai cấm mình có thêm ung thư nữa trơn á, vẫn có thể nha. Rồi bây giờ thì nói về vấn đề điều trị nha. Thôi thì xui nhưng mà nó may không, là cái ung thư của mình nó nhỏ. Nó được là giai đoạn 0 hoặc giai đoạn 1A, thì cái đó sau mổ thì sẽ khẳng định lại. Rồi tiếp theo là vấn đề điều trị, bảo hiểm chị đâu? Bảo hiểm của ở quận 7A. Ừ. 7A người ta có mổ đó chị. Dạ. Bây giờ chị muốn mổ tái tạo hay là chị muốn mổ đoạn nhũ?
Trường hợp của chị cô này là cổ 45 tuổi, thì do là vú mình nhỏ mình có thể tái tạo được nếu mà chị không có muốn đoạn nhũ. Thứ nhất là mình vẫn còn trẻ nè, thứ hai là vú mình rất nhỏ nè, đó độ tuổi trẻ tức là vẫn còn muốn nướng đẹp, đúng không? Và vú nhỏ là rất là thuận lợi cho việc tái tạo mà không chắc. Bác sĩ Ngọc không có thấy thông tin gì về cái việc 7A nó mổ được tái tạo hay không. Thì bây giờ mình sử dụng bảo hiểm y tế thì mình về mình xin bảo hiểm chuyển hôn mú là tốt nhất, đúng không? Nhưng mà e rằng họ mổ được họ không chuyển. Rồi, thì trong tình huống nếu mà họ chuyển bảo hiểm cho mình được á, thì cái trường hợp của chị chắc 2 tháng sau mới được mổ. Tại mình nhẹ đó, mình nhẹ và còn bảo hiểm 100% nữa, thành thử ra là mình phải đợi. Đó, 2 tháng sau được mổ. Còn tình huống mà người ta không chịu chuyển mà mình đi trái tuyến á, thì mình được giải quyết có trái tuyến là được một phần thôi. Thì thôi mình qua bên bệnh viện mình đăng ký dịch vụ luôn ngay từ đầu, phải không? Cho nên thôi giờ đi về bệnh viện chị đăng ký bảo hiểm, chị hỏi xem là người ta có chuyển bảo hiểm cho mình không. Mình theo bảo hiểm và mình phải là từ tốn chờ đợi chứ mình không có hối hả được. Mình phải nhường cho các bác sĩ lo những cái ca nặng hơn mình. Mà 2 tháng sau thì nó cũng không ảnh hưởng đến tiên lượng đâu, yên tâm. Ha. Rồi còn một cái nữa thì cũng tùy điều kiện của chị thôi, nhưng mà bác sĩ Ngọc cũng phải đưa ra hết các option để mình chọn. Ha. Cái nào cũng tốt hết là mời luôn bác sĩ ung bướu mổ luôn cho mình dịch vụ. Đó, thì cái đó chả cần chờ gì chân, chừng nào mình ưng mình mổ thôi. Không, mình thoải mái thôi, mổ xong nằm bệnh viện 2 ngày về thì là mổ tái tạo thì độ chừng 55-56 triệu. Còn mổ đoạn nhũ luôn thì chi phí khoảng 35 triệu. Đó là gồm tất cả cho cái cuộc mổ nha. Rồi tức là giờ cô này cũng có 3 option ha, tôi giải thích rất là rõ là chuyển bảo hiểm để hưởng bảo hiểm được hơn 80%. Thứ hai là hưởng bảo hiểm một phần thì thôi chuyển qua dịch vụ luôn trong bệnh viện ung bướu luôn. Đó, thì cái trường hợp này thì chị khoảng chừng 2-3 tuần chị được mổ. Nếu mà dịch vụ bệnh viện ung bướu thì tiền thì nó cũng tương tự như là mình mời bác sĩ ra thôi. Option thứ ba là tôi cũng dành cho các bạn là dịch vụ. Dịch vụ này thì sao? Tất cả đều có lợi. Là mình thì không phải chờ đợi, mình cũng tốn một sách giá tiền như vậy, thì bác sĩ trong bệnh viện thì cũng có cái dịp để mà được mổ dịch vụ, làm việc ngoài giờ, không? Rồi bệnh viện cũng có lợi là giảm cái sự quá tải, mà cũng có lợi cho những bệnh nhân khác nữa. Những bệnh nhân khác người ta không bị chờ đợi quá lâu. Những bệnh nhân mà người ta không có điều kiện á, ta bắt buộc ta phải chờ đợi á, thì không có, mình sẽ giảm tải cái vấn đề đó cho bệnh viện ha. Nói chung là biện pháp đó thì đâu cũng có lợi và hiệu quả. Mọi cái dịch vụ mà bác sĩ Ngọc vừa mới nói, phương án là đều có hiệu quả như nhau, tốt như nhau ha. Bây giờ chị chỉ về chị lựa chọn là tái tạo hay là đoạn nhũ thôi. Đoạn nhũ là sao ví dụ đó? Đoạn nhũ tức là cắt luôn vú bỏ đi. Thì đây là hình của đoạn nhũ. Thì nhiều khi mình giai đoạn sớm quá đó, cái mình đoạn nhũ cái chừng chục năm sau cái cổ thấy cổ cũng khỏe mà tự nhiên cũng mất cái vú, cái cổ hối hận. Đó. Cái hình đoạn nhũ là cái hình này. Này. Đoạn nhũ nè. Đoạn nhũ nè các bạn, đó nhanh nhanh vậy thôi. Cục vú nhỏ mà nó làm mất hết một cái ngực. Đó là 35 triệu rồi. Trong khi bây giờ là thêm 20 triệu nữa là đây. Mà cái vú của cô này là vậy, chị mổ xong chị sẽ được đẹp như vậy. Tại vì hơn là cái vú của chị nó nằm cái bú nó nằm xa cái núm nha. Nếu mà cái u mà nằm gần núm là mất cái núm. Đây, nếu u gần núm là mất núm. Rồi. Rồi tiếp theo, nếu mà u ở xa núm thì nó đẹp như vậy nè. Chị thấy không? Đây. Rồi. Nha rồi. Cứ quét. Khổ ghê vậy thật á, tôi muốn lấy cho thông tin cho các bạn mà tôi cứ sợ là nó quét tôi, nó không có cho tôi up nữa. Rồi giờ tiếp, nói tiếp. Mình về mình suy nghĩ, mình bàn với gia đình ha. Có clip luôn về nói người nhà coi giùm bác sĩ Ngọc nha. Tiếp theo sau khi mổ ra xong, nếu mà mình là ung thư tại chỗ á, không cần vô hóa chất luôn. Thấy không? Không vô hóa chất, không xạ trị gì hết luôn, khỏe re luôn, thấy không? Rồi nếu như mình là giai đoạn 1A đó, đồng 1A có thể không vô hoặc vô cũng được, không? Nhưng mà bác sĩ nói là nếu 1A cũng khỏi vô luôn, không? Nó độc nhiều quá, bú mình nó nhỏ mà vô hóa chất nó độc quá, không? Mình không vô luôn, đó, theo dõi định kỳ. Quan trọng là cái chế độ ăn uống mình thay đổi là tuyệt vời, ha? Rồi, rồi cảm ơn sự theo dõi các bạn ha. Rồi chị có vấn đề gì thì hỏi em hỏi tiếp.